Avezac Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học livestream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện app Tải ngay Avezac Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong Lesson 2 của Unit 6. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ học học cách hỏi và trả lời về trường, lớp cũng như là địa điểm của trường chúng ta. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 42 và 43 giúp cô nào. Bài tập số 1. Look, listen and repeat. Hãy quan sát, nghe và nhắc lại. Chúng mình có 3 bức hình. 3 bức hình này là một cuộc đội thoại. Giữa bạn Phong và bạn Judy. Các em hãy chú ý vào sách giáo khoa và cô sẽ bật đoạn băng ghi âm cho chúng mình nhé. Page 42. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hello Phong. Where are you going? I'm going to school, Judy. B. Where's your school? It's in Witten Zoo Street. C. What class are you in? I'm in class 4A. Cuộc hội thoại ngày hôm nay của chúng mình khá là ngắn đúng không nào. mình cùng nhau lặp lại theo băng và dịch nghĩa sang tiếng việt nhé. Page 42. Lesson 2. Activity 1. Look, listen. And repeat. A. Hello, Phong. Where are you going? Hello, Phong. Where are you going? Chào Phong, bạn đang đi đau vậy? I'm going to school, Judy. I'm going to school, Judy. Mình đang đi học, Judy ạ. B. Where's your school? It... Where's your school? Trường học của bạn ở đâu vậy? It's in Nguyễn Du Street. It's in Nguyễn Du Street. Nó nằm ở đường Nguyễn Du. C. What class are you in? What class are you in? Bạn học lớp nào? I'm in class 4A. I'm in class 4A. Mình học lớp 4A. Các em hãy cùng nghe lại đoạn băng ghi âm một lần nữa và tự mình nhắc lại theo đoạn băng nhé. Page 42, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hello, Phong. Where are you going? I'm going to school, Judy. B. Where's your school? It's in Witten Zoo Street. C. What class are you in? I'm in class 4A. Chúng mình sẽ tạm dừng bài tập số 1 tại đây và mình sẽ đến với bài tập số 2 ở bên dưới. Point and say. Hãy chỉ và nói. Ở bài tập số 2 này thì mình sẽ được làm quen với cấu trúc hỏi và trả lời về tên lớp. Khi hỏi chúng mình sẽ hỏi với mẫu câu là What class are you in? Bạn học lớp nào? Và câu trả lời của chúng mình sẽ là I'm in class và tên lớp học của chúng mình. Tôi học lớp gì? Chẳng hạn như ở trong Bức hình C của bài tập số 1. Bạn Judy có hỏi bạn Phong là What class are you in? Và bạn Phong trả lời I'm in class 4A. Chúng ta chỉ việc điền tên lớp học của chúng mình vào là xong. Đó là về phần hai người nói chuyện với nhau và hỏi về nhau. Còn hai người nói chuyện với nhau nhưng lại hỏi về người khác thì sao? Thì chúng mình sẽ áp dụng cấu trúc ở bên dưới. What class is he or she in? Cậu ấy hay là cô ấy thì học lớp nào? Và câu trả lời thì đương nhiên chúng ta sẽ chỉ việc thay chủ ngữ và động từ to be đối với câu trên là xong. Đó là his or she's in class và vẫn điền tên lớp học ở đằng sau không có gì thay đổi cả. Trước khi chúng mình thực hành nói ở bài tập số 2 thì các em có thể ghi chép hai mẫu câu này vào giúp cô nào cô nhắc lại này mẫu câu hỏi và trả lời ở phần trên thì là hai người hỏi nhau còn hai mẫu câu ở bên dưới thì là hai bạn nói chuyện với nhau hỏi về một người khác các em sẽ có khoảng một phút để ghi chép thời gian ghi chép của chúng ta lại hết rồi bây giờ thì chúng mình cùng nghe đoạn băng ghi âm của sách giáo khoa nào page 42 activity 2 point and say what class are you in i'm in class 4a what class is she in she's in class 5b Vậy là đoạn hội thoại ở trong bài mẫu của sách giáo khoa đã lấy ví dụ cho chúng ta về hai bức hình đầu tiên, lớp 4A và lớp 5B. Tương tự thì các em có thể nói về lớp 3C và lớp 2D, giống như là cấu trúc ở đây sách giáo khoa đã cho chúng mình. Mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 3. Let's talk. Hãy cùng nhau nói nào. Chúng mình sẽ có 3 câu hỏi để thực hành hỏi và trả lời với nhau. Câu hỏi đầu tiên. What's the name of your school? Thì câu trả lời của chúng mình sẽ là It is và tên đằng sau đúng không? Chẳng hạn, it is Nguyễn Du School. Nguyễn Du Primary School. Câu hỏi số 2 Where is it? Nó nằm ở đâu? Thì câu trả lời của chúng mình sẽ là cấu trúc It is in Nó nằm ở đường Nguyễn Du It is in Nguyễn Du Street Và câu hỏi số 3 What class are you in? Bạn học ở lớp nào vậy? Thì câu này chúng mình vừa được học Cấu trúc trả lời ở trên bài tập số 2 rồi phải không nào? Đó là I'm in class Chẳng hạn như là uh, lớp 4A đi I'm in class 4A Vậy là chúng ta đã trả lời xong ba câu hỏi trong bài tập số 3 rồi Nhiệm vụ của các em đó là nói thông tin thật của các em Thì mình chỉ việc thay thế những cái thông tin được cô gạch chân đi mà thôi Còn phần đằng trước này chính là cái cấu trúc để các em trả lời đấy. Khi mà các em làm bài tập số 3 này ở trên lớp thì hãy cố gắng là thực hành cùng với một người bạn khác, hai bạn đổi vai cho nhau, hỏi và trả lời về ba câu hỏi này nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang trang số 43 với ba hoạt động còn lại. Bài tập số 4, listen and number. Hãy nghe và đánh số. Chúng mình cần phải đánh số thứ tự cho bốn bức hình A, B, C và D. Ở bức hình A, chúng mình có hình ảnh của trường tiểu học Nguyễn Huệ nằm trên đường Nguyễn Huệ. Bức hình số 2, đây là trường tiểu học Hoa Hồng nằm ở thành phố Luân Đôn, đường Nam. Bức hình số 3, chúng ta có bạn Phong học lớp 4A. Và ở bức hình D, chúng ta có một bạn học sinh nam khác ở lớp 4C. Hãy nghe thật kỹ và điền được đáp án chính xác nào. Ở lần nghe đầu tiên, các em sẽ được thử sức để tự làm bài tập này. Page 43, Activity 4. Listen and number. 1. Where's your school, Linda? It's in South Street, London. What's the name of your school? It's Sunflower Primary School. Two. What class are you in? I'm in class 4C. Sorry, 4D or 4C? Class 4C. Oh, I see. Three. What's the name of your school? It's Nguyen Hue Primary School. Where is it? It's in Nguyen Hue Street, Wan Kiem District, Hanoi. Four. Where's your school, Fong? It's in Nguyen Zoo Street. What class are you in? I'm in class 4A. Bài nghe đã kết thúc rồi và cô hy vọng là mỗi chúng mình đã có thể điền được thứ tự của bốn bức hình này. Chúng mình hãy cùng nhau chữa bài tập số 4 nào. Page 43, Activity 4, Listen and Number 1 Where's your school, Linda? Where's your school, Linda? Trường học của bạn ở đâu vậy? It's in South Street, London It's in South Street, London. nó nằm ở phố nam của thành phố London. What's the name of your school? What's the name of your school? Tên trường học của bạn là gì vậy. It's Sunflower Primary School. It's Sunflower Primary School. đó là trường tiểu học hoa hướng dương. Vậy thì đáp án cho câu số 1 ở đây sẽ là bức hình B. Hãy điền số 1 vào giúp cô nào. Chúng mình cùng tiếp tục nhé. What class are you in? What class are you in? Bạn học lớp nào? I'm in class 4C. I'm in class 4C, mình học lớp 4C. Sorry, 4D or 4C? Sorry, 4D or 4C. xin lỗi, nhưng mà lớp 4D hay là 4C cơ. Class 4C. Class 4C, lớp 4C. Oh, I see. Oh, I see. Oh, mình biết rồi. Câu số 2 này đi hơi dài nhưng rất là dễ đúng không nào? Đương nhiên đáp án đúng của chúng mình sẽ là bức hình D. Hãy cùng tiếp tục bài nghe nào. 3. What's the name of your school? What's the name of your school? Tên trường học của bạn là gì? It's Nguyễn Huệ Primary School. It's Nguyễn Huệ Primary School. Đó là trường tiểu học Nguyễn Huệ. Where is it? Where is it? Nó ở đâu vậy? It's in Nguyễn Huệ Street, Wan Kiem District, Hanoi is in Nguyễn Huệ Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. Nó nằm ở đường Nguyễn Huệ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Câu số 3 này chúng ta sẽ lựa chọn phương án A. Và đương nhiên, bức hình C của chúng mình sẽ là số thứ tự 4. Chúng mình sẽ tiếp tục nghe cái hội thoại số 4 này nhé. 4. Where's your school phone? Where's your school phone? Trường học của bạn ở đâu vậy? It's in Nguyễn Street. It's in Nguyễn du Street. Nó nằm ở đường Nguyễn du. What class are you in? What class are you in? Bạn học lớp nào? I'm in class four A. I'm in class four A. Mình là học sinh lớp 4A. Chúng mình đã giải quyết xong bài tập số 4, tìm được các phương án chính xác cho nó rồi. Tuy nhiên cô vẫn muốn các em nghe thêm một lần nữa. Khi nghe thì chúng mình cố gắng là nhìn vào bức hình theo cái thứ tự mà chúng ta đã sắp xếp được nhé. Page 43. Activity 4. Listen and number. 1. Where's your school, Linda? It's in South Street, London. What's the name of your school? It's Sunflower Primary School. Two. What class are you in? I'm in class 4C. Sorry, 4D or 4C? Class 4C. Oh, I see. 3. What's the name of your school? It's Nguyen Hue Primary School. Where is it? It's in Nguyen Hue Street, Wan Kiem District, Hanoi. 4. Where's your school from? It's in Nguyen Zoo Street. What class are you in? I'm in class 4A. Chúng mình sẽ kết thúc bài tập số 4 tại đây nhé. Mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 5. Look and write. Hãy quan sát và viết. Chúng ta có bốn bức hình, nhiệm vụ của mình đó là phải dựa vào những thông tin trong từng bức hình này để có thể hoàn thành được các câu 1, 2, 3 và 4. Trước tiên chúng mình sẽ quan sát bức hình số 1. Đây là bức hình của trường tiểu học Chu Văn An nằm trên đường Chu Văn An. Ở câu số 1 chúng mình có Where's his school? Trường học của cậu ấy nằm ở đâu? Câu trả lời sẽ là It's in cộng với địa chỉ. Trường Nguyễn Du, sorry, trường Chu Văn An nằm trên đường Chu Văn An và chúng ta sẽ điền cụm Chu Văn An Street vào đây giúp cô. It's in Chu Văn An Street. Các em đã ghi xong chưa nào? Chúng mình sẽ đến với câu số 2. Câu số 2 chúng ta có bức hình của trường tiểu học Nam nằm ở phố Nam của thành phố Luân Đôn. Câu hỏi số 2 hỏi chúng mình là Where's her school? Trường học của cô ấy nằm ở đâu? Câu trả lời sẽ là nó nằm ở phố Nam của thành phố Luân Đôn. It's in South Street London. Các em cùng ghi chép vào giúp cô nào. Mình đến với bức hình số 3. Bức hình số 3 này chúng ta có lớp học 4B và bạn nữ có bức hình to hơn ở đây chính là bạn nữ chúng ta đề cập trong câu hỏi số 3 đấy. What class is she in? Cậu ấy học lớp nào? Cậu ấy học lớp 4B. She's in class 4B. Và bức hình cuối cùng, chúng ta có một bạn nam và cánh cửa lớp 4C. What class is he in? Cậu ấy học lớp nào? Cậu ấy học Lớp 4C. He is in class 4C. Cùng ghi chép câu số 3 và câu số 4 vào giúp cô nào. Chúng mình cùng đến với hoạt động số 6, là hoạt động cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Bài tập số 6 này là một trò chơi. Trò chơi này như các em có thể quan sát ở đây thì nó là cái trò chơi truyền tai nhau cái bí mật. Các em sẽ nói thầm với nhau đứng theo hàng dọc nói thầm từ tay bạn này sang tay bạn kia một câu nói nào đó do cô giáo cung cấp. Và đến với bạn cuối cùng thì bạn ấy sẽ phải đọc to lên cái câu đó xem liệu rằng mình nghe có đúng không. Nếu như bạn trả lời đúng thì đương nhiên là nhóm đó sẽ được điểm. Đấy chính là nội dung trò chơi của bài tập số 6. Video ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cô rất cảm ơn sự chú ý của các em đối với bài học và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Khóa học về sách, Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt